Tập thể người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ gọi nơi này là quê hương đã gần hai thế hệ. Ngày nay con cháu họ sinh trưởng trên đất Mỹ, biết đến lịch sử Việt Nam cận đại từ sách vở với ít nhiều những góc độ lệch lạc về những lớp cha anh đã tranh đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do. Xuất phát từ vùng Hoa Thành Đốn từ năm 1987, một nỗ lực lưu truyền những câu chuyện, kinh nghiệm bản thân từ những người cụ tù nhân chính trị trong lao tù cộng sản đang kéo dài cho đến ngày hôm nay. Để tiếp tục đúc kết những câu chuyện tị nạn cộng sản, bên cạnh kinh nghiệm di dân thành công của người Việt vào trong một bộ phim có giá trị, để trở thành một tài liệu lịch sử trong những văn khố ở Hoa Kỳ, Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt kêu gọi sự đóng góp từ đồng hương tại một buổi cơm gây quỹ hôm Chủ nhật 26 tháng 8 ở Falls Church, Virginia. Nếu thế hệ chúng ta, những người đã lớn, không còn hoạt động nữa mà không trao lại cho các em một cách trung thực những cái tài liệu này, thì có lẽ một ngày nào đó họ cũng chẳng biết tại sao ông bà, cha mẹ chúng ta lại có mặt ở bên Hoa Kỳ, hay là mấy ngày này đi di tản kinh tế, hay mấy ngày này cũng là những người mà lội vượt qua biên giới để đến đây tìm một cuộc sống mà thôi. Giới trẻ của chúng ta rất là mơ hồ và cũng rất là hiểu sai về cái lịch sử của chúng ta, về cuộc chiến tranh. Bởi vì sao? Thưa quý vị, con em của chúng ta đang học những cái textbook, những cái cuốn sách giáo khoa đang sỉ nhục chúng ta hàng ngày. Thí dụ như họ nói rằng người Mỹ đến để mà invaded Việt Nam, và miền Nam Việt Nam là puppet của người Mỹ. Như vậy chúng ta là ai mà chúng ta đến đây? Và ông Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc. Đây là họ dạy lớp 4, thưa quý vị. Hội viên bảo tồn lịch sử văn hóa đã làm 500 cái oral history mà interview đó, thì cũng phần một phần là của tất gọi là tù nhân chính trị Việt Nam, và một phần thì cũng những người mà cao cấp hồi xưa chỗ chế độ cũ. Bà Khúc Minh Thơ là linh hồn của gia đình tù nhân chính trị cùng những thân nhân của họ từ năm 1987, thu thập tiểu sử, câu chuyện tù nhân cải tạo, góp phần vào việc vận động chính sách Hoa Kỳ cho phép tù nhân trại cải tạo Cộng sản Việt Nam định cư với diện HO. Cùng chung chứng hướng với bà Khúc Minh Thơ từ những ngày đó, ký giả Triều Giang nói về những bước đầu tiên dẫn đến công trình lịch sử truyền khẩu hay oral history của người tị nạn. Lúc bây giờ, cho những tù nhân chính trị đang còn nằm ở trong tù, tôi được quen chị và quý mến chị bởi vì cái nỗ lực cũng như là những cái hy sinh của chị. Đến khi chị làm xong công việc, chị có một cái đống hồ sơ rất là lớn nằm ở dưới cái basement của chị, nên chị có muốn nhờ tôi để làm cái công việc là thu nó lại, thu góp nó lại để một ngày nào đó để mình đưa vào trong thư viện cũng như là đưa vào trong cái sử của Hoa Kỳ. Bởi vì dù sao chăng nữa chúng ta cũng là trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ ngày hôm nay. Bà Nancy Bùi cho biết bốn trường đại học lớn và nổi tiếng ở Austin và Houston, Texas đã và đang bắt đầu phổ biến văn khố tị nạn. Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt từ đầu năm nay đã gây quỹ từ các địa phương như Phoenix, Arizona, San Jose, California, nay là Washington, D.C. và sắp tới là Houston, Texas, mong muốn thu được $250,000 nhằm thực hiện một bộ phim với tựa đề Việt Story, đúc kết những câu chuyện tị nạn và nêu cao nét đẹp trong văn hóa và lịch sử của cộng đồng người Việt trên nước Mỹ. Anh Trần Bình Minh, một trong vài khuôn mặt trẻ tuổi chăm chú xem những hình ảnh triển lãm của hành trình viễn xứ, nói rằng anh thông cảm nhiều với nỗ lực này vì chính cha anh đã từng nằm tù cải tạo 2 năm và anh sang Mỹ lúc mới 1 tuổi. Wow, it's a great idea for the those who weren't there firsthand to see what it's like. Second, it's good for those who've been through it to express maybe feelings what they what went through their mind, and is I think it's therapeutic to feel that there's so many other people who went the same way. So it's very therapeutic to those who are interviewed. The big challenge is làm sao not just cái thế hệ next,
but cái surrounding community. How do you transfer all of this collective experience to those non-Vietnamese and to the younger generation so that they understand, because these, a lot of these things are universal. Để cho những thế hệ sau, các cháu có trách nhiệm, để bảo vệ những tài liệu này, và quan trọng hơn cả là các cháu có trách nhiệm phải nói lên về những cái câu chuyện đầy máu, đầy mắt, nhưng đầy vinh dự của những người lính Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt của những người tù cải tạo. Là nạn nhân và là người trong cuộc. Họ biết lý do tại sao họ ở đây. Họ bắt đầu như thế nào, tại sao, động lực nào khiến cho họ phải rời bỏ quê hương. Và hành trình đó như thế nào, tại sao tổ quốc mà lại không phải là quê hương. Một yếu tố thành công của nỗ lực này suốt bao năm qua là công lao thiện nguyện của khoảng 40 người ở khắp nơi, và đặc biệt là sự tham gia của những sinh viên trẻ tuổi, đối tượng của nỗ lực góp tiếng nói và minh chứng lịch sử Việt Nam cận đại. Tôi đã quyên góp được hơn 100.000, bây giờ còn lại hơn 100.000 nữa. Chúng tôi đến đây với cái hy vọng được bà con quý đồng hương tại vùng Washington DC, là một nơi mà phải nói chúng tôi là một trong những cộng đồng ủng hộ hội, yêu thương hội nhiều nhất. 100 đô la, anh Trang 50 đô la, hội cao niên Hoa Thịnh Đốn 100 đô la. Đến cuối ngày, Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt đã quyên góp được khoảng 60.000 đô la từ đồng hương ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Nguyễn Tử Tín tường thuật từ Falls Church, Virginia.